Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng mail Outlook cho người mới bắt đầu. Thì hầu hết các bạn sinh viên mới ra trường thì các bạn chưa có va chạm với cái Outlook mail đâu. Đấy, và những cái bạn mà mới học mà sử dụng máy tính cũng vậy luôn. Các bạn sẽ chưa biết cách sử dụng Outlook mail như thế nào. Nhưng mà khi các bạn vào làm ở một cái công ty nào đấy, thường họ sẽ dùng email nội bộ Đấy, dùng email nội bộ và thường là người ta sẽ dùng Outlook các bạn nhé. Thì mình sẽ làm cái video này để mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng mail Outlook để cho các bạn biết cách sử dụng để khi các bạn vào làm việc các bạn không bị ngỡ ngàng các bạn nhé. Đó, thì đây là cái giao diện email Outlook này, này. Để mở nó lên nhé, mình sẽ đóng đóng và mình mở lại cho các bạn xem. Thì thường nếu mà trường hợp mà IT ở công ty của các bạn ấy Người ta sẽ tạo cho các bạn một cái icon Cái đường dẫn để mở Outlook Mail ở trên màn hình máy tính là tốt tốt nhất Còn nếu mà trường hợp nó không có Thì chúng ta sẽ làm thế nào Các bạn sẽ gõ để con chuột ở dưới này Các bạn sẽ gõ là Outlook đúng không ạ Các bạn gõ Outlook này Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó và các bạn chọn Open Đó Và để mà sử dụng được thì chúng ta phải kết nối và cài đặt các bạn nhé kết nối và cài đặt thì cái việc này là IT họ sẽ làm các bạn sẽ không phải làm cái việc đấy nhé thì khi mà chúng ta mở lên như thế này đó là cái cách thứ nhất đúng không còn nếu mà trường hợp cái cách mà các bạn thấy ở trên màn hình máy tính nó có cái giao có cái icon của cái mail um, của cái ao nút rồi ấy, thì các bạn nháy đúp chuột vào nó thì nó cũng sẽ mở lên cho chúng ta đó thì việc của chúng ta trước khi sử dụng là chúng ta phải biết mở nó lên đã đúng không rồi khi mà chúng ta mở lên như này chúng ta sử dụng Outlook thường là chúng ta sẽ để gửi gửi mail này và chúng ta nhận mail đúng không? Nếu chúng ta gửi mail thì các bạn chú ý vào cái mục này này, new email các bạn bấm vào đây. Đó, thì nó mở ra một cái giao diện như thế này. Ở cái phần tu này này, các bạn sẽ gõ gõ cái địa chỉ email của cái người mà bạn muốn gửi đến. Ví dụ bạn gửi cho Mr. Cảnh Excel nhá, Mr. Cảnh này. Đấy, Excel. Excel này, a gmail.com Đấy, mail của mình các bạn nhé Rồi cái phần CC này nếu các bạn muốn CC cho người khác, tức là các bạn muốn cho người khác tham khảo cái cái nội dung mà email của bạn gửi cho cái người tên là mấy tờ Cảnh Excel này này nhé. Rồi cái phần subject này là chính là cái tiêu đề của cái email của các bạn. Ví dụ uh, các bạn gửi một cái báo cáo thì mình, mình gửi là báo cáo ví dụ như là báo cáo báo cáo kết quả quả kinh doanh kinh doanh năm 2023 chẳng hạn thế. Thì đây là cái email cái, uh, cái uh, có cái nội dung là là cái báo cáo kết quả uh, kinh doanh của năm 2023 uh, ví dụ mình gửi cho giám đốc chẳng hạn thế, đúng không? Thì sau đấy các bạn sẽ viết ở đây ví dụ như là dear. Đấy, dear Mr. Mr nào đó, ví dụ Mr. Cảnh đi, đúng không? Đấy, ví dụ thế là một người giám đốc hoặc là một cái ông ông A ông B nào đó, đi mất dear Mr. A. Đấy các bạn hiểu không? Rồi sau đó các bạn các bạn viết nội dung ở đây, đúng không? Đấy, à, em gửi, em gửi báo cáo, báo cáo kết quả, kết quả kinh doanh, đấy, năm, đấy, 2023, đấy, rồi, enter xuống, đấy, ví dụ như là em, em à, B nào đấy, ví dụ như vậy, đúng không? Rồi, thì các bạn viết nội dung như vậy, đúng không? Sau đó nhé, nếu trường hợp mà email của các bạn ấy, cần phải, à, cần phải, um, có cái file đính kèm thường là chúng ta viết email là chúng ta sẽ có file đính kèm kèm theo thì các bạn lấy file đính kèm này các bạn chọn vào đây này đúng không đấy các bạn nhìn thấy à, chữ attach file đúng không các bạn chuột trái bấm vào nó đấy các bạn bấm vào nha các bạn à, mình chọn là anyway để cho nó cho phép mình 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 kết nối mail nha kết nối cái file nhá rồi mình mở lên này giờ mình bấm vào attach file đấy nó hiện như này đúng không Đấy, thì các bạn có thể là uh, kéo thả vào đây cũng được hoặc các bạn có thể là bấm uh, bấm vào cái biểu tượng đính kèm này và các bạn lấy nó đúng không đấy thì các bạn sẽ chọn browse this browse this bc các bạn bấm vào đây này đó thì nó mở lên một cái giao diện và nó cho phép chúng ta lấy một cái file nào đấy đấy ví dụ mình lấy một cái file nào đó ở trên này đó đấy ví dụ mình lấy một cái file này các bạn nhé đấy, file này mình chọn nó xong mình chọn insert đấy thì cái file đính kèm đó nó sẽ nằm ở cái vị trí này các bạn nhé đấy các bạn thấy có mũi tên này thì lúc đấy các bạn có thể xóa nó này xóa nó đúng không hoặc các bạn có thể mở hoặc các bạn có thể lưu nó hoặc các bạn copy nó thì các bạn thấy nó có những cái lựa chọn đây là nó cho phép các bạn làm những cái việc đấy rồi đấy là cái cách mà các bạn đính kèm file vào các bạn nhớ chưa các bạn bấm vào đây nhé bấm vào đây này sau đó các bạn chọn Browse this PC nhé nó hiện cửa sổ này nên sau các bạn tìm đến cái file mà các bạn muốn gửi cho người khác nhé Đấy. Rồi, sau đó thì các bạn bấm vào nút send thôi, các bạn bấm nút send. Đấy, bấm nút gửi đi. Đó, thì mình chính mình gửi cho mình luôn. Đấy, thì sau đó mình sẽ nhận được một cái 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 um, cái mail đấy. Đấy. Thì um, đấy là cái cách mà chúng ta gửi đi. Đó các bạn thấy chưa? Đấy các bạn nhìn thấy cái mail mà mình gửi cho chính mình luôn. Đấy các bạn bấm vào đây này thì các bạn thấy cái cái nội dung mail nó ở bên phải đúng không? đấy nhưng mà Outlook nó có một cái điểm rất là hay như này chúng ta có thể tạo một cái chữ ký mẫu nào đó và để khi mỗi lần chúng ta gửi soạn một cái email mới này cái có cái phần chữ ký cái thông tin cá nhân của chúng ta ở sẵn ở phía dưới này rồi thì chúng ta không cần phải viết nữa nó rất là nhanh thì để mà làm cái cái việc đó chúng ta làm như sau các bạn sẽ chọn vào cái phần new email này này nó, nó hiện ra một cái giao diện như này đúng không? Kiểu như nó ở trạng thái để soạn một cái email mới ấy. Sau đó các bạn sẽ nhìn sang phần bên này này. Các bạn thấy chữ signature đâu không? Đấy, chữ ký đấy các bạn nhé. Các bạn bấm vào đây. Đấy, các bạn bấm vào nó. Rồi, một cái hộp thoại nó hiện ra như này. Thì để mà tạo được một cái chữ ký, tức là ở ở cuối của cái email đấy, các bạn chọn vào cái mục new này. Đó, xong mình đặt tên cho nó. Ví dụ là Mr. Cảnh. Mình đặt tên là chữ ký. Chữ ký Mr. Cảnh. Ví dụ như thế, xong mình chọn OK. Đó, rồi xong ở khu vực phía dưới này nó cho sẽ chúng phép chúng ta là soạn cái phần chữ ký vào đây, mình enter một vài cái ở đây nhá. Đấy, xong mình sẽ viết là uh, họ và tên ví dụ như là uh, mình cứ viết là ví dụ như là Trần Văn Cảnh đi, ví dụ như thế. Các bạn cũng viết như thế nhá, Trần Văn Cảnh này, rồi là bộ phận. Đấy, hoặc là mình ghi chức vụ, ví dụ như là CEO. Đấy, CEO of Đấy, CEO of Đấy. À, công ty uh, abc nào đó ví dụ thế công ty trách nhiệm trách nhiệm hữu hạn abc ví dụ thế mình ghi cái chức vụ của mình ở đấy nhá các bạn nhá đấy ví dụ sau đó là số điện thoại số điện thoại này sau đó các bạn viết số điện thoại của các bạn vào đây đúng không enter này ví dụ email này đấy email đấy chúng ta viết là email meter cảnh excel đấy, a gmail com rồi phần phía trên này chúng ta có thể là thêm một cái gọi là vài cái dấu sao sao để cho nó nhìn nó nó đẹp đấy các bạn hiểu không đấy để tách biệt cái phần nội dung đó à, chúng ta viết thông tin đây là mình chỉ mang tính chất thông tin ví dụ thôi nhưng đương nhiên các bạn cũng viết tương tự như này thông tin của các bạn này uh, chức vụ này rồi số điện thoại và địa chỉ email đúng không sau đó chúng ta chọn ok đó rồi bây giờ mình đóng đi và mình mở lên cho các bạn xem này các bạn chọn new email đấy các bạn thấy chưa là nó sẽ tự động có cái phần uh, cái chữ ký này cho cho chúng ta luôn Hồi nãy là mình quên mình định dạng màu sắc các kiểu Nhưng các bạn có thể định dạng màu sắc được luôn đấy các bạn nhé Các bạn có thể định dạng màu sắc được uh, Được luôn đấy. đấy Mình sẽ chọn là chữ ký này đấy, Mình chọn vào đây nhé Đấy No này Mình sẽ chọn chữ ký này để mình vào mình sửa xem Vào đây nhé Các bạn chọn signature này Các bạn chọn nó nhé Đấy thì các bạn thấy cái phần ở trên này các bạn thấy không Phông chữ này Chữ đậm chữ nghiêng này Ví dụ họ tên mình cho chữ đậm lên này Đấy màu sắc giả sử là mình cho màu đỏ đấy ví dụ như thế. Đấy các bạn mình mình ví dụ cho các bạn như vậy. Đấy chúng ta có thể là thay đổi màu sắc cho cho những cái phần chữ ký của chúng ta đấy. Đấy, các bạn có thể làm được cái việc đấy nhá, sau đó các bạn chọn ok. Được chưa? Rồi bây giờ mình đóng đi mình mở lại nhá. New email này, các bạn thấy chưa? Thì lúc này khi mà chúng ta mở một cái email mới lên ấy thì nó sẽ có cái phần uh, chữ ký của chúng ta với cái màu sắc mà chúng ta đã định dạng đấy. Đó. Và các bạn gửi mail như bình thường đó thấy chưa rất đơn giản nhé với những bạn mà chưa sử dụng máy tính bao giờ các bạn cũng chưa đi làm ở doanh nghiệp bao giờ thì các bạn cái uh, video này rất là quan trọng để các bạn hãy chia sẻ cho các bạn bè của mình đặc biệt những bạn mới sinh viên mới ra trường hoặc là chuẩn bị ra trường thì các bạn cần phải biết cách sử dụng outlook các bạn nhé à, mình là Mr. tư cảnh excel cảm ơn các bạn đã xem video và hãy đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại các bạn